បាទសួស្តីដល់គ្នានេះគឺជាគម្រូវិញ្ញាសាប្រឡងវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះគណនីនៅក្នុងគម្រូវវិញ្ញាសានេះគឺយើងមានក្រុមហ៊ុន មួយបាទដែលយើងបានធ្វើការបូកសរុបរួចហើយទាំងផ្នែក លើប្រតិបត្តិការខាងលើចូលទៅក្នុង បាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើកំណែទៅលើគម្រោងវិញ្ញាសាមួយនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតនៅ គណនីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងត្រៀបាឡែនបាទដែលមាននៅក្នុងត្រៀបាឡែននៅក្នុងវិញ្ញាសាររបស់យើងបាទយកមកដាក់នៅក្នុងវើកធូលរបស់យើងហើយធ្វើការបូកសរុបផ្នែកដេប៊ីតនិងផ្នែកក្រេឌីតដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឃើញនេះបាទនៅក្នុងសំណួរទី1នៃវិញ្ញាសានេះគឺគេចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះតម្រូវទៅលើប្រតិបត្តិការខាងលើគឺប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន នៅចុងការបច្ឆេទកណន័យគឺត្រឹមថ្ងៃទី30ខែ6បាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចចោះតម្រូវបាទទៅលើវិញ្ញាសាមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងរំលឹកមេរៀនតកតងទៅនឹងមេរៀនចោះតម្រូវបាទការចោះតម្រូវគឺជាការចោះប្រតិបត្តិការតម្រូវបន្ថែមនៅចុងការបច្ឆេទកណន័យបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំត្រៀមបាឡែនរួច បាទឬក៏យើងអាចនិយាយថាវាជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងត្រូវធ្វើនៅរៀងរាល់ចុងខែបន្ត្រៀលបាឡែនរួចហើយបាទដំណាក់ការនៃការចោះតម្រូវគឺទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយការវិភាគណារាល់គណនីទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងតារាងទល្យភាពសារល្បង ឬយើងឲ្យឈ្មោះថាត្រៀមបាឡែនហ្នឹងបាទដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើមានករណីណាខ្លះដែលមិនទាន់មានភាពពេញលេញបាទដើម្បីរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវមួយរកឲ្យឃើញចំណូលពិតប្រាកដចំណាយពិតប្រាកដដែលកើតឡើងនៅក្នុងខែហ្នឹងបាទយើងនឹងរកឃើញចំណេញពិតប្រាកដ បាទដូច្នេះបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានធ្វើការចោះតម្រូវទៅលើករណីដែលមិនទាន់ពេញលិញបានត្រឹមត្រូវទេនោះយើងនឹងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងខុសបាទខុស
và đối với cái đợt này đại dương trời cho đầm rơi đại mình toàn bình lên nâng cư vía nâng tẹt tôn từ nâng bay cồng nè bay cồng bản chấn đôi ở vậy để nhóm bạn bùng riêng được không mê riêng chấn và cái đợt này đại dương trời cho đầm rơi tặng bay nâng cư tí muối tẹt tôn từ nâng prepayment và tí pí cư tẹt tôn từ nâng unearned revenue hay thì bấy cứ tẹt tôn từ nấng và agrul nè agrul bản chân lợi ích nhóm nâng thua ca phần dối tẹt tôn từ nấng prepayment ở vậy tới cứ chia prepayment prepayment cứ chia ca chậm nay chia sạch prạ hay dương bản cột ra chia drop muốn pê dân dục mà prạ chia chậm nay và đại miên được chia supply và prepaid expense rư có chia prepaid fixed asset và mình này tha P đại dương dục lưới chồng này từ tình supply rư có dương dục lưới từ bóng môn play và sva cam internet bóng môn bổng bối khai mạch nam sva cam thì nhìn rạp rôn ca chụp tè và tự ổn năng kì hạ tha prepaid expense và rư có dương từ tình drop dạng PV xem xét là dương ở trong một thằng phải giả sách đối trị equipment, furniture, land, kia ấy chỉ đám và thằng ở nâng cứ mình đi thay dương ban trong này prạ rụi hỏi phần tái dương cót ra vì chỉ drop và bởi dương cót ra vì chỉ drop mình đi thay dương ở toàn miền trong này thì hai đấy bị pro drop thằng ở nấy cứ dương tình phía dương ở toàn ban prạ vì ở thì dương ở toàn ban prạ vì thì và đối với viên nữ chỉ trộp phần tái dân nâng miền ca pra viết kích chỉ khai và kích chỉ khai mình hãy trong khái dân nâng từ tùa có ca pra từ lớn trộp từng ổn nâng mùi khai và ưu tí ho supply ưu tí ho chỉ cả lại như rộng bông muối dân tình cả đá vô mà tục photocopy ưu tí ho tha dương tính đọc đồng và đọc đồng nhưng P để dương vô lôi tự tính dương ở lôi tự hơi phần tái dương ở bán con tra vị trí chùm náy thay lấy cả đặt đọc đồng thì cứ dương con tra vị trí drop hơi dương đặt cho một vị trí supply và nhưng nữ P trong khá dương nâng thua ca rộp thật tá supply là bỏ dương nữ xoá bảo mạng ưu tí ho đọc đồng nâng cứ nữ xoá bị đồng đối với đấy nước trong khá dương nâng khơi thay dương ban pra xong bởi rẻ để dân tình mà để chia cả đá nâng cư chùm nuông phẩm bầy đồng và đối với cái lấy nịa đại dương trời thua ca cho đồng rớ cứ đôi thua ca từ tua qua chùm này nị ca pra supply ní chùm nuông phẩm bầy đồng và chùm nuông tay phẩm bầy đồng hay sau bị đồng thiết cứ nơi ta chỉ trọp là đá xâm rạp khai cào và đứng kia đai chùm pua prepaid expense đôi chữ ca bong thay và cam internet dạ phê mà chân em rưu gọi bộ mùi khai ưu tiên hoa tha và cam internet dương bong lùi kê muốn học sắp là chân mình đi thá dạ ở xong tố học sắp là khăn ông dạ phê bộ mùi khai chân mình đi thá đọc đồ lá khăn ông mùi khai đôi chân này prạc đà miên chùm nguồn học sắp là nâng cư dương ban ao từ kê hời phần tái dân ọt bàn cọt ra thái dân bàn chùm náy thay lấy sự vật cam internet thì cứ dân cọt ra vị trí prepaid internet mình thấy dân cọt ra vị trí drop và được chứ nơi khốn trong khái nơi khai nắng cứ dân nâng pra internet ở mùi khai đối chứ nấy khai nắng dân trời từ scroll ca chùm náy nơi ca pra internet dạp về mùi khai cứ dân miên chùm náy pra internet đọc đồ lá xâm rạp khái đồng bồn nơi bồn mùi khai chấn dương nâng nữ so trọp đại chia prepaid expense chùm nguồn pram khai tiết tục khai bằng tọp và đối khi đại chùm pua phút giả sật xâm lại từ lợi equipment, furniture, rư cổ, land, kia chế đám về đại dương tinh xâm bà rẹt đại chia phút giả sật tặng ổn nâng chỉ trọp tặng ổn nâng cứ dương ai lùi kia tặng hai phần tái dương ổn tòa mạnh có tra vì chỉ chùm này thế cứ dương có tra vì chỉ trọp ủ tì hò thay dương tinh equipment và chỉ lợi thật mà xin được chạm mùi cho đồng lại 500 đô la chứng dân tinh máu dân ọt bàn thái
dương chậm nãy thay mà xin được chạy pram rồi được là thế giờ bạn còn chỉ chậm nãy thế cứ dương còn bị chỉ drop và dương còn bị chỉ drop mình chắc được không cô ca kẹt lần đấy mà khái kê kịch chậm nãy mà đồ được chứ chắc bị thay thì mỗi đó trồng khái cứ kê nâng từ tu score ca pra pra mà xin được chạy nâng dạy bây mùi khai và vì bố dương bán vô viên mà pra dạy bây ở mùi khai hành chứng dương tới từ tu score chậm nãy viết mùi khai và đối với rupa môn này pre payment chỉ tu tới và đời xa tại dương từ tu score chậm nay chỉ riêng rò trong khái đối với này trong khái dương đừng miến dương đừng cam chậm nay chấn chậm nay được bỏ dương cứ dương tăng đòi expand và expand đừng cản nè cản nhầm đạt tuần nào đòi sáu bộ và chấn ở đây miến kẹt ở đây là mỗi đa được nông triệu bảy lần được nông triệu bảy lần và miến bà miễn tạ tôn từ nâng kẹt ở nấy chia prophet prepayment cứ dừng tới cho đồng rớ đói thôi cá cá nới chồng này và chạm khái bà cứ dừng tới can chồng này và chạm khái bà hai to bộ bò dưỡng tới thôi được khỉ đại bà cứ trọt bò dưỡng tới thôi trọt bò dưỡng tới thôi à sật dưỡng cứ thôi và anh chẳng bao dương cho chỗ từ can cho chỉ phần bật cá thòm bật đá expand can được hàng debit hơi asset bờ thói thôi hàng credit và thôi hàng credit hạt ấy ban vì tệ tôn từ nâng can chậm nấy nâng thôi asset và ưu tiên họ thà lấy supply dùm gì mình chẳng cứ dương tinh cái đá độc đồng và chẳng trông khá dương prao off làm bảy đồng đối với này miền này thái dương tới từ tour score chậm nái cứ can chậm nái được không khai nắng cứ dương miền chậm nái supply để chia cả đại nắng chậm luôn vùng bảy đống hái supply để đọc đồng nắng cứ chia sệt nắng cứ thoi chậm luôn trăm bảy đồng đại và cứ bị thoi ở trăm bảy đồng và nít cứ chia rupee muốn này ca cho đồng rỡ từ lỡ prophet cả này ná đại tệ tôn từ nắng prepayment và trong nội tiếp ý cứ tệ tôn từ nâng kẻ đơn ấy ăn ơn revenue và ở vậy thế chí ăn ơn revenue ăn ơn revenue và dân bộ prime mất chí chung nôn mình toàn xâm rạch và chung nôn mình toàn xâm rạch cứ chia chung nô tiền lại ná đa dương tổ tua ban pra cọ bị ả tệ thị trơn rủi hói phần tài dương mình toàn bán bóng pinh và cam bóng ra và cam chung đỏ tệ chốn rứa có bởi dương lụa và tập hòa vĩnh cứ dương mình toàn bán bởi cố và tập hòa tới căn ở tệ thị chốn và đối chứ này rồi bạn tình lái đa là tệ chốn bóng ở dương cứ dương tới có trá chí ăn ơn revenue và ăn ơn revenue cứ viết thật nực nông phần này liability phần này bóng nổ hạt đây bằng dân tha chịu bóng nối đời xa tai dướng chùm bẹ và rồi có trừ xôn xóa cám rồi có phần tập hòa từ căn ở thị trường bản chân được nông đấy cứ hạt đấy bằng dân trời cho đồng rơi từ lời ăn ơn revenue bản chân khi nhung ưu tì hoa từ lời cơm hôn xóa cám tích cho muối đại kê ưu tiên hoa tha kê miên cảm thi tích cho tư bật tích sang cấp búa đài lụa xâm bọt ưu tiên hoa tha xâm bọt muối bây rồi đô la bây rồi là nhưng chẳng nữ thằng ai tí mùi tí bì tí bây tí bôn tí pram thằng kê bạc lụa xâm bọt là dạ bê pram thằng ai ưu tiên hoa nè và chẳng dạ bê pram thằng ai nâng dương tự tù bàn à tệ tích chốn mọc tình xâm bọt bóng prạo ở dương nâng chùm nuôn ưu tiên hoa tha bì rồi nè bì rồi nè và chẳng bây dương sở lọc dân tức prạo bằng mà đấy và chẳng bốn mũi số buồn đòn bà chứng mà đang bốn mũi mượn được là bà tha bốn mũi mượn là cứ chiều vậy bà chứng chỉ thầm đá dương tự tu lôi bìa tại chân bốn mũi mượn là dương bậc cọp tha chia bìa chia chùm nồi bốn mũi mượn là bà dương tha với chùm nồi cứ ở toàn tâm tới tệ nhé cứ chùm nồi mình toàn sầm rạch hạt ấy bị pru dương còn tái từ tua ban prạ bị kế hơi dương mình toàn ban được kế tê sẽ cho nở lại tệ miền hay dương mình toàn ban bom ra và cam chun phiêu nở lại tệ
ដូច្នេះ ការងាររបស់យើងគឺចុងខែបាទគឺយើងត្រូវរកថាតើយើងទទួលបានចំណូលប៉ុន្មានបាទកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវចុះតម្រូវដែលយើងត្រូវចុះតម្រូវគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើនៅក្នុងខែនេះយើងបានដឹកគេទេសចរបានប៉ុន្មានអ្នកបាទឧទាហរណ៍ 200 អ្នកនេះអញ្ចឹងយើងដឹកគេទេសចរអញ្ចឹង 200 យើងបានដឹកគេទេសចរបានតែ150នាក់ទេបាទអញ្ចឹងនៅសល់ 50នាក់ទៀតគឺយើងអត់ទាន់បានបំពេញឬក៏បំរើសេវាកម្មជូនគេនៅក្នុងខែនេះទេគឺ 50នាក់ហ្នឹងគឺនឹងត្រូវបាទដឹកគេទេសចរឬក៏បំរើសេវាកម្មជូនគេក្នុងខែក្រោយបាទដូច្នេះដោយសារត្រឹមចុងខែនេះគឺយើងដឹកគេឬក៏បំរើសេវាកម្មជូនគេបានតែ150នាក់ដូច្នេះមានន័យថាយើងសម្រេចចំណូល មានដូច្នេះយើងបំរើសេវាកម្មគេបានតែ 150 នាក់អញ្ចឹង 300 គុណ 150 នាក់ស្មើប្រមាណបាទ 3 10 5 ដង 40 ដងគឺស្មើនឹង 45,000 ដុល្លារដូច្នេះចំណូលយើងនៅក្នុងខែនេះគឺមិនមែន 60,000 ទេគឺ 45,000 ដុល្លារហេតុអីដោយសារតែយើងបំរើសេវាកម្មជូនគេបានតែ 150 នាក់ទេគឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 45,000 ដុល្លារ បាទកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវចុះតម្រូវបាទរូបមន្តនៃការចុះតម្រូវទៅលើប្រភេទអានអឺនរីវីញូគឺទី1យើងកើនចំណូលបាទគឺយើងទទួលស្គាល់ចំណូលគឺចំណូលយើងគឺកើនរីវីញូបាទអញ្ចឹងកើនប្រហែលខែនេះគឺ 45,000 បាទអញ្ចឹងចំណូលកើនខាងក្រេឌីតបាទដូច្នេះគឺយើងត្រូវចុះតម្រូវបន្ថែមគឺយើងត្រូវចុះរីវីញូយើង កើនឡើងកើនឡើងប្រមាណឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុននេះ45,000 ដាក់46,000លើខាងក្រេឌីតបាទបើចំនួនយើងកើនអ្វីដែលមួយទៀតដែលតកតងគឺអានអឺនរីវីញូយើងត្រូវថយបាទថយហ្មងគឺមិនដំបងគឺលុយយើងជាអានអឺនរីវីញូគឺ 60,000 អញ្ចឹងដោយសារតែយើងរកចំនួនបាន 45,000 ដូច្នេះចំអានអឺនរីវីញូរបស់យើងបាទរីវីញូរបស់យើង บ่าได้ยังอาจหาថាវាជា ពី 65,000 ថយអស់ 45,000 នៅសល់បាទ 15,000 ទៀតដែលយើងមិនទាន់បានបំពេញសេវាកម្មអីគេគឺយើងទុកបំពេញខែក្រោយដូច្នេះ 10,000 ប្រាំពាន់នឹងជាចំនួននៅក្នុងខែក្រោយវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតកតងទៅនឹង បាទនៅក្នុងហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងពីចំណុចគឺអាក្រូរីវីញូនិងអាក្រូរអេកស្ពិនអាក្រូរីវីញូគឺបងចំណូលបង្គងឬយើងឲ្យឈ្មោះថាចំណូលបន្ថែមអាក្រូរីស្ពិនគឺចំណាយបង្គងឬក៏ចំណាយបន្ថែមអាក្រូរីវីញូឬក៏ចំណូលបន្ថែមហ្នឹងគឺជាចំណូល ទាំងឡាយណាដែលយើងទទួលបានចំណូលរួចហើយបាទយើងទទួលបានចំណូលរួចហើយមានន័យថាយើងបានបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេរួចហើយឬក៏យើងបានលក់ផលិតផលឲ្យគេរួចហើយដល់ដៃហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានប្រាក់ឬក៏មិនទាន់បានកត់ត្រាជាសាច់ប្រាក់បាទ
ឧទាហរណ៍ថាយើងមានសេវាកម្មជួសជុលឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំជួសជុលកុំព្យូទ័រទៅចោះណាជួសជុលកុំព្យូទ័រឲ្យគេ10គ្រឿងក្នុងមួយគ្រឿង10ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានបំពេញសេវាកម្មគេរួចហើយគឺ10គ្រឿងមួយគ្រឿង10ដុល្លារអញ្ចឹងគុណទៅគឺ100ដុល្លារបាទនៅក្នុងខែនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើកុំព្យូទ័រនឹងឲ្យគេរួចហើយទាំង10គ្រឿងហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺមានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំបានបំពេញសេវាកម្មខ្ញុំរួចហើយគឺខ្ញុំទទួលបានចំណូលហើយណាខ្ញុំទទួលបានចំណូលហើយប៉ុន្តែអតិថិជនគាត់ថាក៏អត់តន់បងប្រាក់ឲ្យទេគឺនឹងត្រូវបងប្រាក់ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងខែក្រោយថ្ងៃទីម៉ានទីទៅថ្ងៃទី3ទី4ទី5ប៉ុន្តែខែក្រោយបាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចោះតម្រូវនៅក្នុងខែនេះបាទចោះតម្រូវថាម៉េចគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណូល100ដុល្លារគឺជាចំណូលនៅក្នុងខែនេះហេតុអីដោយសារតែយើងបានបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេរួចហើយនៅក្នុងខែនេះទោះបីជាយើងមិនទាន់បានប្រាក់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាមិនមែនតលតែគេបកលប្រាក់ឲ្យយើងដល់ដៃទើបយើងបានចំណូលទេណានៅក្នុងករណីមិនមែនតលតែគេឲ្យប្រាក់យើងឬមិនមែនតលតែយើងទទួលប្រាក់ពីគេទើបយើងបានចំណូលទេចំណូលគឺជាអ្វីដែលយើងបានសម្រេចរួចហើយឧទាហរណ៍ថាបំពេញសេវាកម្មគឺយើងបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេរួចហើយបើលក់ផលិតផលគឺយើងបកលផលិតផលឲ្យគេរួចហើយអញ្ចឹងយើងបកលឲ្យគេនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទណាក្នុងខែណាគឺវាជាចំណូលនៅក្នុងខែហ្នឹងបើមិនជាគេឲ្យប្រាក់យើងនៅក្នុងខែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានឲ្យយើងបានប្រាក់ក្នុងខែហ្នឹងយើងបានចំណូលខែហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនជាគេឲ្យប្រាក់យើងនៅក្នុងខែបន្ទាប់ក៏នៅតែយើងបានចំណូលនៅក្នុងខែនេះប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានប្រាក់បើយើងមិនទាន់បានប្រាក់គឺយើងត្រូវកត់ត្រាប្រាក់ដែលយើងអត់ទាន់បានហ្នឹងជាគណនីត្រូវទាបាទកត់ត្រាជាគណនីត្រូវទាដូច្នេះការបាទចោះតម្រូវទៅលើចំណុច accrue revenue នេះគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ចំណូលហើយកត់ត្រាប្រាក់ដែលយើងមិនទាន់បានពីអតិថិជននឹងជាគណនីត្រូវទាបាទអញ្ចឹងរូបមន្តគឺចំណូលកើនណា revenue យើងកើនបើកើនគឺកើននៅខាង credit ដូច្នេះគឺយើងត្រូវចោះនៅចំណូលរបស់យើងដែលយើងបានសម្រេចហើយនឹងគឺសាច់ប្រាក់ចោះនៅខាង credit បាទហើយយើងកើនទ្រព្យបាទកើនទ្រព្យដែលជា account receive ដែលជាករណីត្រូវទីហ្នឹងបាទកើននៅខាង debit ដែរហេតុអីបានយល់ថាកើនទ្រព្យបាទពីព្រោះលុយដែលគេជាពាក់គឺជាទ្រព្យរបស់យើងជាករណីដែលយើងត្រូវទីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខែក្រោយគេសងប្រាក់យើងអាហ្នឹងគឺយើងថយទ្រព្យជាករណីត្រូវទីប៉ុន្តែយើងបានប្រាក់ចំនួនមកវិញណាបាទនេះគឺអ្វីដែលតកតងទៅនឹង accrual revenue បាទមួយទៀតតកតងទៅនឹង accrual expense គឺជាចំណាយបង្គងឬក៏ចំណាយបន្ថែមបាទវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹង accrual revenue ដែរបាទផ្ទុយគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទមួយចំណូលបន្ថែមមួយទៀតចំណាយបន្ថែមចំណាយបន្ថែមគឺជាចំណាយទាំងឡាយណាដែលយើងបានកើតចំណាយរួចហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់កត់ត្រាជាសាច់ប្រាក់ឬក៏យើងមិនទាន់បានទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេបាទហ្នឹងហៅថាចំណាយបន្ថែមបាទយើងមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេនៅក្នុងខែនេះគឺទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេនៅក្នុងខែក្រោយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែនេះហើយយើងមិនទាន់ឲ្យប្រាក់គេមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេនៅក្នុងខែនេះហើយយើងនឹងទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេនៅក្នុងខែក្រោយបាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវចោះតម្រូវគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខែនេះយើងមានចំណាយហើយយើងត្រូវបន្ថែមករណីមួយទៀតគឺករណីត្រូវសងជំនួសដោយការទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេបាទឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានជួលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទ
đại kia vô mà khái bây rồi là bây rồi là và một cái bây rồi là chứng đo ngay thì xam sấp miền này thà cầm hồn kế ba bom ra và cám sai mình để cám ở dân rồi hời nè miền này thà cầm hồn kế ba bom ra và cám sắp sai mình để cám ở dân rồi hời pro dân ok sai dân mặc hại chẳng bị ngày thì mỗi đo ngày xam sấp kịp sai mình để cám dân hời ạ à. Phần tái dân prap kê thá dương ọp toàn tu tọa prai kê tê cứ dương chăm tu tọa prai kê nè không khai kraoi thì ngày tì bầy tì buồn tì prai mà chân tay bà đang làm mến khai này cứ khai kraoi bà nhìn chân cái mến xâm nô mối xù thả ta dương mến chùm nái thay sai bì dạy cám hai rừng này bà chân chùm lại nè tì mối kê thá nhưng mến chùm nhưng mà toàn mến chùm nái sai bì dạy cám tì đầy xa tế nhưng mà toàn bạn ọ lùi và chậm lại ní cứ mình men chỉ chậm lại trong thời tỷ và bị pro chậm nái mình men cả láng nửa p để dướng oi prạ cái kê tỷ nè mình men cả láng nửa p để dướng oi prạ kê tỷ cứ cả láng nửa p đa kế bom ras và cam oi dướng rồi hời và chứng chậm lại thì pí cứ dướng miên chậm lại hời cứ chậm nay nếu không khai này chia chậm nay sai để cho cam và đại sa tại cái bông pin và cam ở dưới nếu không khai này rủi hời đối chứ nhé dương miên chậm nay nếu không khai này cứ chậm nay bay rồi đã lá chia chậm nay sai để cho cam và vận tải chậm nua bị ca bong prai kế đại sa đại dương mình toàn ăn tu toàn prai kế không khai này và đối chứ nhé miên này đang khai này dương chậm bẹp prai kế vận tải prai nắng dương song cái khai rồi chứng được không khai ní cứ dân đừng miên kẹn này mũi cứ kẹn này trời xóm kế chùm nôn bay rồi là kẹn này trời xóm cứ dân pra kẹn này ạc hàm phê bò và đối chứ nét rút vùng môn này ạc rưu lấy spân cứ dân cao chùm này mình này thá được không khai nắng cứ dân miên chùm này và cứ cao chùm này cao được hàng điệp bít hai ở dân cao được cái này cứ cao bùm nồl rứa cao kẹn này trời xóm nè trời xóm kế không khai nắng cứ miền cạn ấy trời song kề ca được kháng credit và ca được kháng credit và này cứ chia merian tại toàn tình năng accru lại spend hơi sân khâm tha được ở địa bàn dốt hơi dừng trời bị phịa nè roll cạn này từng lái đại thất nơi không tuyệt bản lên trong cõi này trong ca phải chạy để dừng bàn phớ strong chính phí chút nó lấy chớ bằng cách bằng chơi triplet chứng chứng tới triplet ta cái này thằng ở đại sân đang không triplet nắng ta miên cái này nè là đại bẹp pon từ nắng bay chùm nổi nè và chẳng bờ bẹp pon cứ dừng tới thôi cả cho đồng rời và từ tám rupee muốn để kiếm cầm nắm và chẳng chạy tôn thân nâng cao lực mê riêng cứ thiên dù tịnh và anh em mình mê đồng lực tế cứ bùng riêng tạm đón và bị pro đâm bay ở thằng ốc này đại mình toàn cho bạn nâng ai chơi bằng thêm tiền ở căn để cho bạn và được chứ nhé dương nâng thôi cả cầm nai lủng hạt tại mặt đỏ nhé. Bạn được chứ nhé lời dương từ lọc một căn lủng hạt dương vĩnh cứ tròn lại adjustment và cứ dân trời thuộc cả cho đồng rớt từ lời kẻ này tặng ổn đi và chứng dân mà trụp bình hình lời kẻ này tặng ổn đại mình được nâng triệu bình hình bởi dân ta kẻ này nạc lát đá dân trời thuộc cả cho đồng rớt và chứng kẻ này khác cứ ọt tẹt tôn từ nâng kẻ này thông tặng bây để dân bàn dị khí thông ca cho đồng rớt tế và tập mối dân khuyên miên prepaid insurance và cứ ok cá bong thân nhiệt đáp rộng và prepaid cá bong thân nhiệt đáp rộng mụn và hành chứng nhân khơi miên chùm luôn bằng bí bom bằng bây rồi đó là bản chứng cái này cứ từng ọc nê trời tập lọc mơ nực nông dưới sáng cứ dừng miên và dừng miên tên ở đây bằng thaym và chứng nực nông chùm nội tìm mối ní kê ban bệnh chạy thà
prepaid insurance ដែលជាការបង់ធានារ៉ាប់រងមុននេះគឺនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2000បាទ2000 prepayment គឺយើងត្រូវការចំណាយថ្លៃធានារ៉ាប់រងរយៈពេល1ខែបាទអញ្ចឹង 650 บาทนี่คือជាការចំណាយថ្លៃធានារ៉ាប់រងរយៈពេល1ខែបាទអញ្ចឹងមានអាខែនេះគឺយើងមានចំណាយថ្លៃធានារ៉ាប់រងនេះអស់1ខែហើយគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី30គឺយើងបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងគេ1ខែគឺស្មើនឹង 600 រៀលបាទអញ្ចឹងចំណាយយើងមានកាត់កន្លែងនេះទេណាព្រោះនេះគឺ បាទអញ្ចឹងយើងដាក់មក expense បាទ expense គឺយើងការចំណាយរូបមុនគឺយើងការចំណាយអញ្ចឹងចំណាយគឺការនៅខាងdebit បាទ650អញ្ចឹងយើងអាចនោតទៅនឹងគឺសំណួរបាទ A ឬក៏ C អីហ្នឹងទៅណាបាទយើងដាក់A ទៅដើម្បីចំណាំខ្លួនឯងឬក៏លេខ1លេខ2ក៏បានដែរសាច់ចិត្តបាទអញ្ចឹងយើងការចំណាយអញ្ចឹងការចំណាយទ្រព្យយើងត្រូវថយបាទអាសិតថយអញ្ចឹងនេះគឺជាទ្រព្យរបស់យើងដែលយើងកត់វាជាទ្រព្យឥឡូវនេះវាថយអស់ 650 ដែរណាអញ្ចឹងសំណួរទី A ហ្នឹងបាទវាថយ 650អញ្ចឹងទ្រព្យថយនៅខាងក្រេឌីតបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀត យើងឃើញមាន office equipment hay bus បាទ office equipment និង bus នេះវាជាប្រភេទ fixed asset បាទវាជាប្រភេទ fixed asset បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើ office equipment និង bus នេះ 1 ខែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃវាគឺ $1800 បាទហើយ bus នេះគឺតម្លៃ $140,000 អញ្ចឹងរូបមន្តនៃការរកចំណាយនៃការប្រើប្រាស់ហ្វិចអាសិតបាទដោយសារវាជាទ្រព្យរយៈពេល ហើយនឹងឡានគឺ2000ដុល្លារអញ្ចឹងមានអាក្នុង1ខែយើងត្រូវចំណាយថ្លៃឡានហ្នឹងគឺ50ហើយអសំទោស of equipment មានចំណាយរំលោះទៅលើ equipment បាទអញ្ចឹងយើងការចំណាយ B ចំណាយការនៅខាង debit ការចំនួន $50 បាទដូច្នេះ of equipment យើង equipment យើងគឺត្រូវថយបាទអញ្ចឹងថយនៅខាង debit ដោយសារតែវាជាអាសិតណាបាទអញ្ចឹងដាក់មក B ថយនៅខាងបាទ credit គឺចំនួន $50 បាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកនាងតិចក្នុងករណីព
prepayment ដែលមានដូចជា supply prepaid expense ហើយនិង fixed asset អញ្ចឹងប្រភេទ fixed asset គឺយើងអត់ចោះដូច ប្រភេទ prepaid expense ឬក៏ supply ទេ ដោយសារតែ office equipment ឬក៏ bus នេះវាជាប្រភេទ fixed asset ដូច្នេះវាជាទ្រព្យរយៈពេលវែង អញ្ចឹងទ្រព្យរយៈពេលវែងគឺវាអាចកើតឡើងរហូតដល់ទៅ ច្រើនខែ ណា អាចរហូតដល់ទៅ 12 ខែ 24 ខែ 36 ខែ 60 ខែជាដើម ដូច្នេះគឺគេអត់ប្រើប្រាស់ការកត់ត្រា toy direct ជាមួយនឹង office equipment ទេគឺគេត្រូវបង្កើតគណនីថ្មីមួយទៀតដែលតំណាងឲ្យ office equipment បាទដើម្បីបង្ហាញពីភាព toy នៃទ្រព្យហ្នឹងថាថយអស់ប្រមាណហើយបាទដើម្បីរក្សានៅតម្លៃដើមរបស់ office equipment ទុកមើលច្រើនខែណាទុកមើលច្រើនខែ អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅក្នុង បាទ Excel គឺបងប្អូនអាច insert បន្ថែមជួរមួយទៀតដើម្បីបញ្ចូលបាទបញ្ចូលឲ្យវានៅតាមផ្នែក asset ចឹងណាណា បាទឥឡូវខ្ញុំមកស្ដាំ insert បាទតែបើសិនជាបងប្អូនសេះលើกระดาษសៀវភៅយើងអាចសេះនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរណាសេះនៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យថា accumulate បាទសេះកាត់ទៅ debris of equipment បាទគឺយើងត្រូវប្រើគណនីនឹង 1 ដែលតំណាងឲ្យនេះបាទអញ្ចឹងវាជាគណនីបរិភាគគ្នាបាទមានន័យថានេះគឺវាតំណាងគ្នាគ្រាន់តែថា អត្តន័យនេះគឺបង្ហាញពីភាពថយកំណើននៃការថយនៃហ្វីអាសិតនឹងតើមួយខែថយអស់ប្រមាណហើយណាជាងកត់វានៅក្នុងនេះវិញអញ្ចឹង office equipment យើងអត់ប៉ះពាល់ទេទុកដដែលបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាoffice equipment យើងថយប្រមាណគឺយើងមើលអគ្គនៃមួយនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែនេះគឺជាខែដំបូងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់office equipment អស់ 50 ហើយនៃ 180 បាទពីព្រោះតែប្រភេទ fixed asset យើងដឹងហើយគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់វានៅច្រើនកាលបច្ចេកទេសអាចច្រើនខែ 4-10 សំទោស ដល់ទៅ 120 ខែអីជាដើមណាអាស្រ័យលើរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើ fixed asset ទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចគ្នាដែរចំពោះ LAN bus បាទយើងបន្ថែមមួយទៀតមកអញ្ចឹងបញ្ជាក់បើសិនជាទាំងអស់គ្នាសរសេរលើกระดาษគឺទាំងអស់គ្នាអាចយកកណីនេះមកសរសេរនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអត់ខុសទេណា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនៅលើ Excel គឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងគឺខ្ញុំដាក់មក accumulate debris of bus បាទ of bus អញ្ចឹងយើងកើនចំណាយរំលោះ bus depreciation of bus ចំណាយរំលោះ bus ចំណាយរំលោះកើនឡើង 2000 ដុល្លារ see 2000 ដុល្លារ ហើយ accumulate នឹងគឺរបស់យើងនឹងគឺថយអស់ 2000 ដុល្លារ ដែរនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ C ថយខាង credit បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទ prepayment បាទអញ្ចឹងសង្កត់ថាបងប្អូនយល់ណាតមួយទៀតបាទ note payable បាទអញ្ចឹង note payable នេះតាក់ទងនឹងកម្ចីឬបំណុល ឥឡូវយើងទៅមើល note សិនតើមានអ្វីតាក់ទងនឹង note payable នេះបាទ ជាទូទៅបើសិនយើងវិភាគលើគណនី note payable វាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណនីណាមួយទេនៅក្នុងនេះណានៅក្នុងការចោះតម្រូវរបស់យើងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការ note បន្ថែមរបស់យើងដែរថាតើវាមានអីខ្លះក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានចំណុចទី 3 គេថាចំណាយការប្រាក់ប្រចាំខែចំនួន 700 ដុល្លារបន្ថែមលើបំណុល note payable គេប្រាពីបន្ថែម ចំណាយប្រាក់បន្ថែម 700 ដុល្លារ អញ្ចឹងមានក្នុងដោយសារតែបំណុល note payable ដល់ទៅ 62000 ដុល្លារ អញ្ចឹងវាអាចជាកម្ចីធនាគារឬក៏កម្ចីអីមួយព្រោះវាជាទឹកប្រាក់ច្រើន ដូច្នេះគឺត្រូវមានការប្រាក់ អញ្ចឹងការប្រាក់គឺ 700 ដុល្លារ បាទនេះគឺជាចំណាយបន្ថែមថ្មីមួយទៀត ប្រចាំខែគឺចំណាយទៅលើការប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ប្រចាំខែ ដូច្នេះគឺយើងកាត់ឡើងនៅ ចំណាយបន្ថែមប៉ុន្តែគេប្រាប់ពីថាបន្ថែមនេះដូច្នេះមានន័យថាការបង់ 700 ដុល្លារនេះគឺយើងអត់ទាន់បានបង់ប្រាក់គេទេប្រហែលជាត្រូវបង់ខែក្រោយដែលគេថាបន្ថែមបាទដូច្នេះនៅក្នុងនេះគឺវាចូលទៅក្នុងប្រភេទបាទ accrual expense
chấm nai bằng thêm và tránh chấm nai bằng thêm cứ chấm nai dừng cán hơi dừng cán bằng nồi và được chưa nè dừng cọt ra chỗ máu mình không khai này cứ dừng cán chấm nai bằng thêm cứ interest expense nè interest expense chấm nai cả bạn và để xa tới cả bạn nâng cứ chỉ cả bạn được không khai khai này và được không khai này chứng cứ dân can cả prát chấm nón phạm pi rối đô la hơi đời xa từ dân mình toàn ban tu toàn lại kia được không khai này dân tu toàn lại kia khai cả rồi đối với lấy dân ca mùi tiết cứ can bùng nón cả prát chứng dân ai xây lại đi cậu bán phần tài được không excel nhưng ai bị trôi được không phải lại bị thì hơi các bạn ấy bị vô dân tôi riệp asset lại bị thì ôm lại bị thì riệp nhu expand tạm bị riêng tới vì nghĩ sử dụng mở nè và chứ nhầm cho nó không lại đi insert nhầm đã thả in the race và payball mình hãy dừng cán bùng nó cả bạc mùi đài và cái này dừng mình chấm ná dựa toàn ai lối kết cứ dừng cán bùng nó cả bạc nhưng chẳng bùng nó cả được hàng credit nè chẳng được nóng còn bật ca tí và đi cứ cả bạc bùng bờ đưa là và bắt đầu tiệt và capital of mình tại tổng tế hay được nói những khởi miền tour revenue hoặc dùng tốt những bị lời này bán nội phê bó ăn ơn revenue và chính những khởi hai dương mình ăn ơn revenue mùi tiết chùm nôn đọc làm bọn và chứng minh này tha nơi không khai ní chrome hôn tour western new ở dùng tốt ở cái midwest tour bởi dưới ní cứ miền bạn đã tệ chôn bán bóng hơi dừng bằng toàn bóng bình xóa cao với kế nâng chùm nguồn mùi mơn phạm bọn đà la mà mà đọc phạm bọn và chính dương trời rồi khơi thật ta không khai đi dương ban xâm rạch bóng ra xóa cao với kế nâng bằng màn chính dương mơ tên lớn tên này còn thay bao dương và tổ tư ban bạc bóng tục chùm nguồn bị krom đi sất chùm nguồn đọc krom nay sự và cam thì cho đòi mùi crom chùm nuốn một bón pram rồi là rồi hột mà đòi thằng ngày thì sản sập khai ở sập phía xong tôi khai bị tụ ná nó nít đấy ra thì nhầm sợ xe khai khó nát xong tôi không rồi hột mà đòi khai bị tụ ná nít chia nít crom hốt ba bầm ra sự và cam thì cho đòi chụp chết chùm nuốn tại buôn crom tê bà nếu như tôi bán bạc bóng tục chùm muốn vì crom này sẽ đọc crom nay sự và cam thì cho không bị crom một bón pram chứng đọc crom còn nâng mà phòng phá mít mà nâng mà mơn phạm phòng và chứng minh này ăn ơn đi dù dưỡng mà mơn phạm phóng cứ trầm trở hỏi nè phần tay là hộ đo ngay tì xàm sắp cứ dương ban bùng ra sửa cam thì cho đo cổng đi sửa tỏa nâng ban tại buôn cổng tỷ không chân áo đọc cổng nâng bà không chân áo đọc cổng nâng chứng minh hay chùm nô rồi bỏ dưỡng cứ dô mà phòng phạm rối cùng nâng buôn xa nâng bùng bùi phòng đối chứng này chùm nô dưỡng không khai ní cạt lăng tái bùng bùi phòng là tỷ và đối chứng này nếu không cả này cả này nick cứ bị trôi được không phải là ăn ơn review bà không ăn ơn review mình hay dừng cả dừng từ đôi chùm nồi lại khơi chấm chùm nồi mấy nhưng đôi khơi hái cứ bộ mùi bòn được chứ không khai nick dừng mình chùm nồi bộ mùi bòn chấm dừng từ cho biết được hàng credit hai ăn ơn review đại chỉ prạ đại kệ bòn nắng cứ dừng từ thôi bộ mùi bòn đại và thôi bộ mùi bòn đại cứ dừng cho được hàng để bịt và chấm dừng cho được không excel dừng dừng cần chùm nồi và chứng lại nát chùm nồi thua đi bao nhiêu và chứng dân cần chùm nồi bằng thám chùm nồi cần được kháng credit và chứng dân cần chùm nồi bằng mùi rồi đưa là và mùi rồi đưa là ở xung tốt của mùi bằng là dân cần chùm nồi bằng mùi bằng là hỏi anh ơn đi bao nhiêu thời thói chùm nồi bằng mùi bằng là đã và thôi bộ mùi bọn là đá nó khá để bình và chấn từ 4 ăn ơn thì vừa dẫn kỳ bọn phạm nó mà mơn phạm bọn phần ta để xa dân xong lại chùm nổ tại bộ mùi bọn đối chứ ăn ơn thì vừa dẫn thôi bộ mùi bọn chấn xoay mán chia ăn ơn thì vừa nhuốt rạp khai cáo để dân trưa bọn bình xóa cam bằng tòa tiết nét ok chấn tòa tiết một lãnh dân thầm mây đế hình đi capital tour revenue dương admin tẹt tôn tình hình cái này cho làm rời tế sari expense
advertising expense, customer expense, bà chẳng dùng phiên thang được khả năng này để dùng mới cứ ở hỏi còn tay cứ dùng trời bình luận mơ từ lỡ bà ca cho xong co dùng bật thái nhưng khả năng mình bị chụp nói tiết bà nóng lý kế bàn bạp thà bạ bì vọt rồi bỏ nhạc bạc bò tiếng ó sở rộng nóng mùi thương ngái buồn rồi là bà chẳng này dùng bạp bì vọt ói bộ cực lực cất chỉ thằng ấy và phần mà nẹo thì hẹn bảo bỏ đọc nẹ mà nẹ phần mà đưa chân tới chân sau đó chỉ thằng ấy cứ buồn rồi đỡ lá không mùi thằng ấy mọc thơm thằng ấy thì xàm sập khảo sập hiện khai mịt thủ nàn ý bà đã bị vọt bây thằng ấy trong cái đó ý mình toàn bàn tu tọt ở bộ cực lực bản chân được không mùi khai anh miền xàm sập thằng ấy bản chân dương anh bỏng ở kia riêng rõ ngay bỏng ở hai phần tay nữa sau bây thằng ấy trong cái đó và chân bỏ bây thằng ấy dừng ở toàn bán tu tọt ấy bộ cực lực và ai nên tu tọt được không khai cả loại của cana kê tha trong thằng ngày thì xám sập hoàn toàn tu tọt hết trong miền tu tọt cả ngày thì xám sập ai ngày thì mùi thì pít cho đọc khai cả loại mình chẳng bạn biết chưa nè nó cái này cứ lại bị bắt bay thằng ngày bằng ngày buồn rồi chấn bay thằng ngày bị một pì rồi và chấn su tha mà pon pì rồi nắng dừng hoàn toàn ở cạn kê tế bởi dừng hoàn toàn ở cạn kê tế su tha dừng miền trong này hai rồi này bà lại ní cứ vi cho được nông phần này bà ấy ghế trong này bằng time accrual expense bà cho được nông phần này accrual expense đi đây hai đấy pipro nè pipro mà pom pi rối cứ chiếu trả khai bộ lực dạp bầy thứ ngay nực nông khai này su thả bộ lực bàn phơ ca dường hai này và có thua cao ở dưỡng hỏi hỏi được chứ nế bây thằng ngày small 1.2 rồi nâng cư chi trong này được bỏ dưỡng hỏi và mình thấy dân cao trong này rồi hỏi cứ trong này dân cao là còn tác đây xa đây dưỡng mình toàn bàn thu tọa bạc ở tỷ chốn nó xung tốt ở bộ cơ lớp nó không khai ní và chứng dưỡng chúng nó đợi bạc đây dưỡng mình toàn bàn thu tọa ở bộ cơ lớp chúng nó đói kẹn lấy tới sổn cứ dừng từ bà cạnh này muối cứ cạnh này salary payable bấm nối bà bị bọt bà chẳng dừng cho máu dừng con chồng này bà khai bà chẳng cạnh này bà khai salary expense nhân miền hỏi bà chồng này con được hàng để bịt bà chẳng dừng con chồng này được không khai này ạ cứ dừng con bằng thêm từ lời bà khai nâng cư mà quán phí rồi bà bước vị trí chồng này khai này và bây thằng ngày đấy cứ kê thua ca dương không khai năng đấy chứng một phần pi rồi và tại sao thì dương mình toàn bàn tu tọt lại cái không khai này đôi chân đấy đại dương mình toàn tu tọt cứ dương chụp vẽ bục lực chứng dương còn ra chia bấm nối prạ bị bọt cứ salary payable và chứng dương ai bình chỗ được không phải bấm nối thì sao phải bấm nối chứng dương ai insert vào thay mỗi tiết nơi bật tọt bị lại này insert mà và hiện đã thá salary payable hay đó cái này có ai cộng được hàng trăm của bạn này nhé và chẳng salary payable chiếc bùm nồi cần nơi kháng credit phân bì rồi ok nơi không xong nùa chúng là chúng nói trong hôn ban bình chọc đồng nát thì cho đo crom ông ca bộ rõt với chồng nát mùi nơi ngày thì xảm sắp khai mì tuần á con tái ông ca ní mình toán ban bong prạm môn xâm rạp xa cam tí cho ní tê và hãy nơi tái bọn to mình toán tu toán bị khai bắt xa cam ní rồi hồ đó ngày thì bấy khai và cả cả đá đại miên tực prạ chùm luôn mà con pi rồi là và đại miên tực prạ chùm luôn mà con pi rồi là chẳng nhưng mà miên ông ca mới cớm cứ gọt màu và ao cớm hôn và bấm ra và cầm tay chọi gọt nè cứ đại miên tực prạ chùm luôn mà con pi rồi và chẳng mà đo ngày thì xàm sập khai bị tổn án nó cứ cầm hôn bán bồng pin và cam thì chơi qua đuổi hời còn tái cầm hôn mình toán bán từ tua
ចង់ធ្វើម៉េចឲ្យការចុះរបស់យើងនឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាបាទមានភាពស្មើគ្នាលើកខ្ញុំ highlight ពណ៌តែម្ដងបាទនេះគឺ treble blend យើង
mình pế cho đồng rời và là nít dân trời điệp chóm nữ trill bình lên cry pế cho đồng rời và chán dân bạn mình đây của bạn thế cứ dân trời strong sao mà tôi này kiện này tưởng ớt chúng đặt hàng này mình và chân khai họ mình đây bài pro tế cứ mà bày bọn đọc đại nè chúm này prepaid insurance và vì thôi và chân prepaid insurance bằng bầy rối thôi càng credit bằng mùi rồi hát cứ dân đọa máu cho ông bầy rối đọa ói bằng mùi rồi hà bà chứ cứ nơi sau bằng này nè tổng mà account receive cứ chỉ cái này đại cạn là mấy cứ nơi khang để biết chấm luôn bà mà bằng bì rồi dừng ngoài chỗ màu nè hai mùi tiết cứ office equipment cứ dừng lại xa đầm lại vía đỏ đá nơi khang để biết bà đầm bầy ở đơn vị chấm luôn đàm đầm lại đàm bỏ vía phần tay dương đầm nang cái này office equipment chia cái này phải phía đại chia cái này thá tá nó bị khai dừng thôi hạ sập vào màn cứ hạ sập chấn dương cả đăng kẹt này đừng thử mày cứ bị được hàng credit và chấn cả thử mày credit và tạo má cứ làn và lán chấm luôn rồi sai sập bón chung là depreciation cứ mà nâng bị bón và những cọt trầu màu note payable cứ chịu bùm nốt và chấn apply protect bây giờ toàn xong kế và anh ơn đi bình nhu bỏ dưỡng có chịu bụng nổ đá và chấn anh ơn đi bình nhu dưỡng tầng ó đọc làm bón được hàng credit cao ấn và tập máu cứ dừng thói ó của mỗi bón được hàng điện bịt chân là sau bụng bốn bón thiết để dừng tử to càng nghĩ được không khai cạo và interest payable bụng nổ cao prạ và chấn bụng nổ cao prạ ní cứ dừng cao bụng bờ rối hay salary payable có những cản lại một phần pi rối nâng hàng credit capital cứ đọt đá nâng hàng credit và hay revenue dưỡng cứ revenue dưỡng bốn cứ đọc làm quan bổn bổn rối và được bộ phần time nâng revenue phần time được nâng khai thay mấy cứ bổn bờ rồi mà thấy và chứng mà phần này nâng hàng credit salary expand và nó khang debit và mà expand dưỡng và bộ nâng trong này bằng thái mà con phí rối và advertising expand bằng bầy rối hay nâng gasoline expand mà con mà rồi và hơi dương miên trong này xin tiết đôi chia insurance expand và cứ bộ môi rồi ha trong này rùm lùa lán ở dùm lùa equipment hạ sấp rùm lùa lán bị bón trong này cả bạc này không khai ní cứ mình trong này bằng bờ rồi bạn chấm dương chụp cháy bạn thử một lần thầm mây hãy cứ dùng xàm thầm mây mở và dùng ô xin lệch bột mở và chẳng dân trừ thôi giờ nãy rồi chậm lại chẳng để bị đăng credit smart này chứ như khi nhà smart này hỏi anh y tế và nick cứ chia tree balance cry pay dừng cho đầm rời rồi và tree balance cry pay dừng cho đầm rời rồi và chứ như mình to tiếp nữa cái nó nick cứ kêu dừng thôi income statement income statement cứ chia rồi bài cá chậm nồi chùm này nâng chùm này và chấn dân trời rịp lọc tàm vì chùm nó nâng chùm này hãy đọc lại chùm này chấn nó đi ở miền tế cứ dân vô tại chùm đồ bạn hãy cứ thua revenue thế nào này cứ thua revenue và chấn dân strong lúc này credit cứ mà nâng mà phải bay bón mà rồi chỉ chùm nốt hãy đọc về chùm này cứ dân strong tại chùm này mà cứ chùm này dân chạp đi lại đi máu và chùm này dân bạc khai máu và chứ mà và chùm này xong chuẩn bị đi mà và chứng dân strong chùm này tặng ở máu cục chùm này tặng ở dân strong mà nè và chứng dân strong máu và mình chưa bị chỗ như dân strong đặt tại một đồn và đấy cứ chỉ chùm này và đấy chứ nè
income statement គឺ យើង ស្រង់ តែ អំពី ចំណូល និង ចំណាយ បាទ ហើយ យើង ធ្វើ ការ សរុប ចំណូល និង ចំណាយ យើង ស្មើ 3 បាទ អស់ មក ចំណាយ ទាំង អស់ បាទ នេះ គឺ យើង ស្មើ ចំណូល ទាំង អស់ បាទ អញ្ចឹង យើង និយាយ ថា អត់ ស្មើ គ្នា ទេ បាទ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ គណនា រក ឲ្យ ឃើញ ពី បាទ ពី អី គឺ ប្រាក់ ចំណេញ chúng dân miền trung nói là miền trung này dân khi nào trung nói dân chăn chỉ trung này và chấn dân tới một bên mình thám lời trung này cứ tới vô trung nói đo ao trung này dân khơi bạn trung này và cứ khơi vùng bảy quan pi rồi chỉ bạn trung này và chính dân ai vừa ca sợ rốt sám tới lỡ này trung này nâng bạn trung này phần phần này hai cái này cứ trung nổi và trung này nâng bạn trung này bột này tới cứ mà nâng và chấm nổi đi kia chẳng dừng ai phát bò máu cứ bị xe mạc này hay và ní cứ trống income statement mùi tức cứ balance sheet cứ dừng rì càm bị trọp và chẳng trọp dừng miền khe miền ấy nâng cứ dừng ổ máu trọp và chẳng dừng vô chinh việc lại này thèm đón và chẳng miền khe prepaid insurance account receive office equipment accumulate depreciation of equipment and bus và bus và chấm bị thông tích và chấm cái này cứ accumulate hết được hàng này vậy nhé được hàng credit cứ hạ sấp hay là bờ dẫn cứ bị bòn được hàng credit bản chứ nhưng riêng rộng bị trọp này cứ chỉ trọp hoặc trọp hết cho đọc lại bấm nổ bùng nổ dưỡng cư miền đỏ đài nắng đi bùng nổ và chấm bùng nổ dưỡng buồn phòng bờ rối hơi dùng miền bùng nổ trạng khái và hỏi bùng nổ hết cư dân này về ổng phí capital và chấm capital dưỡng cư smart đỏ đài và chấm về ổng phí drop bùng nổ nâng capital chùm nổ nâng chùm nái dưỡng ổn dễ tì và chấm dưỡng ai thua ca xăm bà đấy xám á má xám lại nế ốc trọng từ lờ mong tớ bà in thơ ốc lại nế tiệt bà chứ nhân kinh thai đây bị đình kỷ địa toàn smart như thế đây xa tài nếu khả năng độ bài ca là tập hóa dân bằng hàng phí trọp bụng nốt nâng đàm tuần chân nếu khả năng nít đây xa tài dân mình bạc trầm nánh đối với đường thua ở đàm tốn càn là bà chẳng những dân trai vô bạc chùm nánh bằng thám nơi trong này đàm tốn cứ nực hàng cực địch bạn chẳng xe má phòng bởi quan phí rối nực hàng đi máu bạn chẳng dân thua ca sở rộp hàng để bị đường cực địch mà xa tiết bà xe má cái này bà ní cứ ca bổng pinh tờ lơ work tool rồi có worksheet và chọc và chẳng chụp nghĩa nơi khả nông cả nó vót từ lỡ độ bài ca đánh thốc này xung đột tình bì trong này work tool rồi có worksheet này cứ chọc nế khả nông xung đột tình mùi và nơi khả nông xung đột tình bì cứ kia ở dân thư ca riêng trong độ bài ca là tập hóa nâng độ bài ca tra độ bài ca tòa giả ca và chẳng bản chứng nhận đã máu income statement này cùng hôn Midwest tour và Midwest tour và chứng nhận đã máu income statement và ngày khác cứ ok chứng dương độ bài ca income statement nhưng dương bị chùm nối hay đang chùm này và chứng dương đã máu thì mối chùm nối phải revenue và chứng phải revenue dưới vương miến tour revenue và chứng tour revenue dương sở đốc cứ dương strong trên phí phải income statement dương cứ bần này và cứ dương vài chỗ mất bần này và chứng dương đã mất total revenue
total revenue គឺចំនួនប៉ុណ្ណឹងដែរគឺ 23,000 Salary expense, advertising expense, gasoline, and oil expense, insurance expense, depreciation of equipment, depreciation of bus, and indirect expense. ប៉ារ៉ាជីចំណាយរបស់យើងអញ្ចឹងចំណាយប្រាក់ខែយើងគឺចំនួនប្រមាណបាទយើងស្រង់ចូលមកអញ្ចឹងចំណាយប្រាក់ខែគឺបាទនេះយើងស្រង់តាមលេខហ្នឹងមកគឺប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹង 300 บาทอันนั้นคือจำนายទៅលើ19,900 บาทដូចគ្នានេះបាទអូខេនេះគឺជាចំណាយទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងឃើញចំណូលនិងចំណាយយើងអាចរកឃើញ បានរបាយការណ៍មួយបាទចុះដល់របាយការណ៍មួយទៀតគឺរបាយការណ៍លទ្ធផលដែលគេឲ្យយើងរៀបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបបាទយើងរៀបយ៉ាងម៉េចរបាយការណ៍លទ្ធផលគឺរបាយការណ៍បង្ហាញពីទ្រព្យបំណុលនិងដើមទុនបាទអញ្ចឹងដាក់មកទីមួយ បាទយើងសេចចូលមកណាសិតយើងមានខែបាទមានទាំងអស់ហ្នឹងមាន សរសេរអសលឿនហើយនឹងបញ្ចូលលេខលឿនបាទអញ្ចឹងអាសិតយើងមាន 3000 ហើយបាស់យើងគឺ 1440 បាទដេឡៃ accumulate depreciation គឺវាជាអឺវាជាអាសិតដែរប៉ុន្តែវាថយនៅខាង credit ដូច្នេះយើងត្រូវកត់ត្រាវាជាសញ្ញាដក 50 បាទហើយនឹង accumulate នេះដកដែរ 12000 បាទអញ្ចឹងអាសិតអាហ្នឹងហៅថាអាសិតអញ្ចឹងយើងអាច total អាសិតបានហើយ បាទស្មើ 3 ហ្នឹងអស់បាទអញ្ចឹងតើតាសិតនេះគឺស្មើប៉ុណ្ណេះបាទបន្តមកជួយដល់ផ្នែក liability ណា note payable and earn interest salary payable
Thế nhưng thuộc bằng này cứ ngay xuống hôm ca cặp trả. Và chẳng đi cứ chịu bùng nổ tình ớ. Chẳng bùng nổ mà miền đây là dân mới không này bà miền của một bàn phía rồi hồi đó mà bàn phía rồi nếu cứ chụp bầm nổi chứ những ai tổ tá bà liability total liability và chứng mà chúng luôn sang này bầm nổi dân và phần này nhé chẳng nơi tiếp cứ ôm nơi khuyết thí và ôm nơi khuyết thí và những ai đã nơi khẩn trọng đi các bạn đấy ôm nơi khuyết thí dẫn và miền ý kì khả thì mới cứ ý kì và đặt một cơm hôn mà chắc cơm hôn capital lần của đã ôm nơi vị thi các bạn này nè và chẳng em chưa xây thực ra trong luôn mà thực ra cứ chất sập bọn và chẳng được không ôm nơi vị thi dân dân bàn gì mấy cứ bà lần xịt dương nè bạn ấy cứ chất sập bọn khi nào ôm nơi vị trí cứ nâng con lại hoàn thành một chiếc đời xa tại dương miến, bạn chấm lấy được khả năng và được khả năng net income, chẳng bạn chấm lấy vừa ấy đảm tồn can làng chẳng đảm mất net income, net income, một tháng và 7.200, bạn chẳng dương ai total total owner equity smart nâng xám mà nằm bây giờ dừng rồi khởi lại biệt thì đang owner thì dừng ai rồi khởi một tiết cứ total liability and owner equity và chính những tôi sẽ rộp total lại về thí bộ ói total owner equity và chẳng chống lại để trông tới cứ dừng tới thường mấy ở khơi total set mà nâng total lại về thí bộ phải owner equity phần tác được không đi dừng khơi thà mình cũng hỏi cốn cứ khơi thà lệ dẫn chỉ mà khó và khó lòng yên vì miền phía lòng yên đấy lòng yên nhưng chẳng dân trời rồi cũng họ ta dân lý ấy kìa đây cái này capital dân cư bằng màn dân mơ mà đoàn tiết cứ chất sắp bóng trầm trời và chùm nền dân cư bằng bấy bóng phía rồi trầm trời trong capital khó trầm trời hay nè lấy dân mơ lớp này bùm nô tự vinh này bùm nô miền đôi chì nốt phê bó ăn ơn đi vinh in trái phê bó xa rì phê bó đôi chì bạch kẻ năng này nè 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 và đôi chị bạn salary payable miền hải interest payable lấy dương mơ được không này với ta miền này là bom nổ dương nổ payable ăn ơn điểm nhiều bà những bạn đôi chị ăn ơn điểm nhiều interest salary chứ bom nổ dương đó miền mạn buồn á mỗi pí bấy buồn chứ mơ không này miền mạn mỗi pí bấy buồn trăm trời và học sập pí bón anh ấy bùm bồn 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 đói pi rồi bà tâm trời bộ chỗ kia cứ mà bần này bà chứ những người ta được nói cứ tâm trời hả cứ mà rồi hạ sập mùi bom rồi bà chứng dương mà mờ lờ à sật dương bình ta dương ban kẹt này tâm trời được cực khổ bà chứng khai dương bầy bồn trời anh đi bồn bồn mà rồi hả trời khá đi xíu trời 1.700 trời và 20 trời 1.700 trời
bà này bị bòn á bị bòn nhưng bắt xôn mùi bà thấy nhé mình chỉ dừng hình tha nè tầm trời hỏi ok bà chứng đủ bài ca này một thổi dưỡng miền income statement hay nâng balance sheet bạn chứng bình lên sẽ đọc lý ai thuê tùm rung bạn mì cậu bán rồi có đọc lý ai và thuê tùm rung đặt bị cọng như các bạn này nè và tùm rung bạn mì cậu bán này và lấy cứ tùm rung dừng riêng nè tùm rung dừng riêng à sạch hơi lại bị thí ông đời vị thí đạm đồ và chẳng có nghĩ sử dụng ở đây bạn chứng xung thêm thay đọc lý ai ăn bọt bán hay dù ông bí đầm nạ cá nây ca và cho bọn bạn cài chỉ việc cảm bạn được khả năng vượt thú phần nâng hay được chọn bài cài này thôi nhưng chẳng phải chạy tọc nhiệt đá được khả năng mùi khuôn kết ảnh lấy mình chọc trầm lại những được chọn bài cài này thuận y tế cái phê dừng riêng chọn bài cài này thuận hóa cứ dừng trời và cả bật bình chí và chạm khái và bật bình chí hay dừng trời được chọn triệt bằng lần mấy bằng tháng tiết và đồng bây bình chọn một khả năng โอเคเมื่อเรียนบทวิจัยขึ้นมาบทเรียนไฮไฮไฮสังคมนาฏอ่อนนิยลบานจังออกคนจานอ่อนนี้บานคอมตามด้านตุสนาในขนมวิโตนี่บานวิโตนี่คือเวงเหมือนเต็งปันตายขยมสังคมท่าวิจัยการบรรยุลลุมอัดสำหรับอ่อนนี้บานบานเจนะออกคน